Sau 2 năm, chương trình Ngày Sửa Ngày Xưa của sân khấu IDCAF đã trở lại với các em thiếu nhi trong mùa hè năm nay. Kịch bản Cuộc Phiêu Lưu của thuyền trưởng Sinbad, Đại Chiến Nàng Tiên Cá được dàn dựng nhiều màu sắc, nhẹ nhàng, ý nghĩa. Ngày Sửa Ngày Xưa 33 là cái lần trở lại với cái vai trò là tác giả của Quang Thảo sau 6 năm. Có hai yếu tố lớn trong cái câu chuyện lần này. Thứ nhất đó là Quang Thảo đưa cái tình cảm gia đình vào. Bởi vì nó có một cái câu là đã bao lâu rồi chúng ta không được nắm tay nhau. Thì cái yếu tố gia đình trong đó có cha mẹ, ông bà, con cái với nhau, ngồi với nhau, nắm tay nhau, chia sẻ với nhau, dạy dỗ cho nhau, nhắc nhở cho nhau để tránh đi những cái điều gì đó nó không hay trong cuộc sống trước khi mà mọi thứ đều quá muộn. Thì đó là cái bài học đầu tiên mà Quang Thảo muốn gửi gắm cho các bé trong lần này. Và một cái ý nghĩa thứ hai nữa đó là vì nó liên quan tới đại dương cho nên Quang Thảo muốn nhắc nhở các bé về cái ý thức là bảo vệ môi trường sống, đặc biệt là cái môi trường biển, để cho tất cả chúng ta được hưởng một cái bầu không khí trong lành. Với đặc thù của chương trình Ngày Sửa Ngày Xưa, nó là một chương trình đặc biệt dành cho thiếu nhi, cho nên nó luôn luôn phải có cái màu sắc. Và cái việc Toàn làm đạo diễn hay anh Quang Thảo làm tác giả thì chúng tôi vẫn thống nhất rằng những cái ác ở trong những câu chuyện Ngày Sửa Ngày Xưa nó phải được nhìn nhận ở góc độ hài hước một chút, dễ thương một chút, để các con thấy à, cái điều đó không đúng, mình tránh, chứ đừng khiến cho các con bị cảm thấy sợ hãi vì điều đó, thì đó không phải là cái điều chúng tôi làm. Và chính vì vậy mà Toàn luôn luôn ứng dụng cái thủ pháp đó vào những cái chương trình Ngày Sửa Ngày Xưa. Và ở Ngày Sửa Ngày Xưa 33, Đại Chiến Nàng Tiên Cá cũng vậy, chúng ta sẽ thấy một cái chú cá đen lầm lỡ và trở nên độc ác, nhưng sau đó được mọi người yêu thương thì chú sẽ quay trở lại và nhận ra những cái giá trị ở trong cuộc sống. Kịch xoay quanh thuyền trưởng Sinbad được mời đến Vịnh Tiên Cá để tham dự buổi trao thủy ngọc quyền năng cho công chúa Meli. Tuy nhiên, tiên cá đen Mela có ý định chiếm đoạt thủy ngọc nên quyết tâm ngăn cản. Thuyền trưởng Sinbad bắt đầu cuộc hành trình bảo vệ chân lý, tiêu diệt cái ác, mang lại bình yên cho dòng họ tiên cá trắng. Với sự tham gia của các nghệ sĩ Thành Lộc, Hữu Châu, Bạch Long, Hương Giang, Hoàng Trinh, Tuấn Khôi, Mỹ Duyên, Đình Toàn, Lê Khánh, Tuấn Khải cùng đội múa rối Nụ Cười, nhiều tình huống hài hước được các nghệ sĩ thể hiện duyên dáng. Lồng vào đó là thông điệp bảo vệ môi trường, biết yêu thương và quan tâm đến cuộc sống xung quanh mình. Bạch Long đóng cái vai xinh bếp, tức là một cái bà vú nấu ăn cho trên tàu. Ở đây cái vai này rất là dí dẳng, hồn nhiên, là vui tươi, là rất là dễ thương. Thì phải nói là Bạch Long rất là thích cái vai này, tại vì thứ nhất này nó sẽ khác cái những nhân vật mà Bạch Long đã từng diễn cho các cháu thiếu nhi xem. Tính nhân văn của cái vợ diễn này Bạch Long rất thích. Bây giờ tao nói cho con tiên cá đen kia nha, tao nói cho mày nghe nghe chưa, hồi nãy giờ tao ngủ là tao nhìn. Ngày Sửa Ngày Xưa lần thứ 33 tạo ấn tượng với phục trang rực rỡ đẹp mắt. Hàng trăm bộ trang phục được thực hiện tỉ mỉ, kết hợp với âm nhạc, hiệu ứng sân khấu, tạo nên một không gian đậm sắc màu thần tiên. Sau hơn 20 năm, Ngày Sửa Ngày Xưa vẫn giữ được phong độ, là chương trình được các em nhỏ chào đón mỗi dịp hè về. Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad, Đại Chiến Nàng Tiên Cá được diễn vào thứ Bảy Chủ Nhật hàng tuần tại nhà hát Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 năm 2022.